Thánh lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, Giáo phận Xuân Lộc. Thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, Núi Cúi bao phủ sương mờ, từng đoàn người cứ nối tiếp nhau lên núi mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong dịp này, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục chánh tòa giáo phận, làm phép khu đất và khởi công xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. 8 giờ, thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế thánh lễ. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Thosma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, quý cha quản hạt và quý cha đồng tế. Đến dự thánh lễ có rất đông đảo bà con giáo dân, quý thầy chủng sinh và quý tu sĩ nam nữ, ước chừng khoảng 17.000 người tham dự. Sau bài giảng, Đức cha Giuse làm phép khu đất xây dựng tượng đài Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trên đỉnh núi Cúi. Tiếp đó, Đức cha làm phép những viên đá đầu tiên để xây dựng ba hạng mục đầu tiên, đó là tượng đài Đức Mẹ, đền thánh Đức Mẹ và nhà nguyện thánh thể. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và an bình. Cuối lễ, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, trưởng ban tổ chức thánh lễ, có lời tri ân Chúa và cảm ơn cộng đoàn. Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời tại Linh điện La Vang 2018. Thứ Tư ngày 15 tháng 8, cùng với toàn thể hội thánh, tại Linh điện Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ lên trời. Đồng tế còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và khoảng 150 linh mục, đông đảo quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân từ khắp nơi về La Vang. Thánh lễ diễn ra lúc 5 giờ, trước đó có cung nghinh Đức Mẹ cách trọng thể từ nhà mục vụ tiến ra lễ đài. Mặc dù không phải năm đại hội Đức Mẹ La Vang, nhưng năm nay Tổng giáo phận Huế đã tổ chức cách rất trọng thể dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời với chủ đề Mẹ La Vang, mẹ của những ai gặp thử thách. Trước thánh lễ chính ngày hôm nay, trong ngày 14 tháng 8 đã có thánh lễ lúc 17 giờ và thánh lễ lúc 21 giờ bên Mẹ La Vang. Anh chị em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức giáo phận Bắc Ninh. Tại nhà thờ giáo họ Vân Tập, giáo xứ Vĩnh Yên, lúc 8 giờ 30 phút ngày lễ Đức Mẹ Maria lên trời, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 170 em thiếu nhi trong hai giáo xứ Vĩnh Yên và Hòa Loan. Trong thánh lễ ban bí tích thêm sức hôm nay còn có quý cha đồng tế trong hạt Vĩnh Phúc, cha Phêrô Chu Quang Hòa quản hạt Vĩnh Phúc cùng quý cha trong hạt và cha chính xứ Francisco Nguyễn Văn Huân. Sau nhiều năm học giáo lý, các em thiếu nhi trong hai giáo xứ Vĩnh Yên và Hòa Loan đã trưởng thành hơn rất nhiều về đời sống đức tin và nhân bản. Các em thiếu nhi trong hai giáo xứ đã chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, đánh dấu việc trưởng thành về đời sống đức tin của các em. Kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện có tâm tình tri ân Đức cha, quý thầy, quý ban hành giáo, quý phụ huynh, quý anh chị huynh trưởng giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn với những lời cảm ơn chân thành, lòng quyết tâm đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần sốt sắng là con cái Chúa, các em sẽ là những hoa trái rạng ngời cho giáo hội. Giáo phận Vinh mừng đại lễ quan thầy, Đức Maria hồn xác lên trời và khánh thành tòa giám mục mới. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời, quan thầy giáo phận đã long trọng diễn ra tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Đại lễ năm nay diễn ra trong thời điểm giáo phận mừng năm thánh kỷ niệm 100 năm thiết lập tuần châu lượt. Trước thánh lễ, Đức cha Phaolô, chủ chăn giáo phận, đã chủ sự nghi thức làm phép tòa giám mục mới. Trong nghi thức đó, cha quản lý Bernardo Trần Xuân Thủy, người phụ trách công trình xây dựng, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người đã góp phần vào công trình, đồng thời xin Đức giám mục làm phép để công trình được đưa vào sử dụng nhằm mưu ích chung. Lúc 8 giờ, thánh lễ mừng quan thầy đã được Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận cử hành, đồng tế với ngài có Đức giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, cha đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh và
và quý cha. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân, tất cả tạo nên bầu khí ấm cúng tình gia đình bên mẹ Maria Quan Thầy. Theo truyền thống, vào dịp đại lễ Quan Thầy giáo phận tại nhà thờ chính tòa cũng như tất cả các nhà thờ trong giáo phận, Đức Giám Mục và các linh mục quản sứ sẽ tuyên đọc bản kinh dâng giáo phận cho Đức Mẹ. Giờ đây, trước muôn vàn con cái, Đức Cha Phaolô một lần nữa tha thiết lặp lại niềm tin tưởng phó thác và lòng yêu thương và sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Lễ khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Hàm Rồng, giáo xứ Vĩnh Tuy, giáo phận Hưng Hóa. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Đức Cha Phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long đã dâng thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ giáo họ Hàm Rồng, giáo xứ Vĩnh Tuy. Đồng tế trong thánh lễ có cha Trưởng Hạt, cha Giuse Nguyễn Thái Hà, cha xứ Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân. Vào hồi 9 giờ, Đức Cha An Phong chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ giáo họ Hàm Rồng trước niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Sau nghi thức làm phép ngôi nhà thờ mới là thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Đức Cha An Phong đã nhấn mạnh đến đời sống của mỗi người Kitô hữu và mời gọi mỗi người hãy làm cho đời sống này trở nên tốt đẹp hơn để cho mọi người nhận thức được nền đạo lý của người Kitô giáo. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện ban hành giáo có lời tri ân tới Đức Cha, quý cha cùng toàn thể quý khách xa gần.